Kính chào khách hàng đã đến kênh Địa ốc FT Home. Hôm nay Ford sẽ giới thiệu cho quý hàng một lô đất mặt tiền kinh doanh, mặt tiền phố chợ, kinh doanh mua bán hay đầu tư, hay là quý hàng có thể xây nhà trọ bán được. Và trước khi đến lô đất thì khách hàng hãy theo chân Ford xem cái gì đặc biệt không nhé. Đây là chợ Bình Chánh, tọa lạc trên quốc lộ 1A và giáp với đường Đinh Đức Thiện. Và đây là nơi trung tâm mua bán sầm uất nhất khu vực này. Đất bên em thì đa dạng diện tích 4-15, 4-20 hoặc là 4m5 dài 30, và giá đất mặt tiền thì chỉ bằng giá trong hẻm, chỉ có 11 triệu một mét vuông thôi. Và trước mặt với khách hàng là đường cao tốc Bến Lức Long Thành, và đây là trục nối giữa quốc lộ 1A và quốc lộ 50. Và trước khi đến đất thì chúng ta sẽ đi qua hai khu đô thị hoành tráng nhất ở khu vực này, đó là khu đô thị 561. Thì khu đô thị 561 này thì hiện tại giá ở đây thì nó tầm là 30 đến 35 triệu một mét vuông. Còn khu đô thị 562 thì giá ở khu vực này là khoảng từ 35 đến 40 triệu một mét vuông rồi. Nhưng mà đất bên Ford chỉ có 11 triệu một mét vuông thôi. Và trước mắt của khách hàng là khu công nghiệp Cầu Tràm thì có khoảng 20.000 công nhân đang làm việc và sinh sống tại đây. Và kế bên là chợ Trung Thành, hay điện máy xanh, bách hóa xanh, bệnh viện, Ủy ban nhân dân, trường học, trường cấp 1, cấp 2. Và đây là đường vào trong đất của bên mình, và được tọa lạc trên đường Rồng Tâm Phước Vĩnh. Đây là một khu dân ở khoảng 70%, và có nhiều những cái nhà liền kề cắt san sát nhau. Và giá những ở khu này thì những một căn nhà ở đây thì bán khoảng là 2 tỷ 1 đến 2 tỷ 2 một căn. Và đặc biệt kế bên là đây là có những cái khu nhà trọ mà dân đã thuê ở full rồi. Và đối diện qua là diện tích đất của bên em. Thì diện đất của bên em là có hai lô liền kề, ngang 4 dài 35. Thì lô đất này khách hàng có thể là xây những cái căn nhà trọ cho thuê. Thì giá trung bình một căn thì khoảng đâu đó là khoảng 1 triệu rưỡi một căn. Thì khách hàng có thể là cắt được từ 16 đến 17 căn nhà trọ. Và giá thì rất là thấp. Và khu vực ở phía trong thì đã được dân ở full 100%. Và bên em thì có nhiều hình thức thanh toán rất là linh hoạt, và được ngân hàng hỗ trợ lên đến 60%. Đặc biệt hơn, khách nào có nhu cầu mua đất cắt nhà thì bên em sẽ thiết kế 3D miễn phí 100%. Và khách hàng hãy nhanh tay gọi về cho Pho qua số điện thoại 0949698241 để sở hữu những đất mặt tiền kinh doanh đẹp. Và bên Pho có còn nhiều nhà đã xây xong và giá rất là rẻ, từ 6.8 đến 7 tỷ một căn, tùy theo khu vực như là Hưng Long Bình Chánh, Đinh Đức Thiện Bình Chánh, hay là Tăng Kiên quốc lộ 50. Và quý khách hàng hãy thấy hay, hãy đăng ký kênh, like và share. Và kính chúc khách hàng một ngày thật là tốt lành. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào quý khách hàng.